Việt Nam xin cảm ơn quý vị và chúng ta trở lại phần cuối của câu chuyện nói chuyện với giáo sư Phạm Văn Hải về ngôn ngữ. Nãy giờ thì phải nói là cái thời lượng rất là dài. Thế nhưng mà chúng ta chỉ loay quay về những cái vấn đề văn hóa, ngôn ngữ và tập quán. Thế thì giáo sư nhận định và nghĩ như thế nào, trở lại chúng ta nói về vấn đề đánh vần, thì giáo sư có cho biết là có cần thiết khi mà chúng ta đánh vần trong cái phương pháp chúng ta dạy học hay không? Đối với giáo sư, quan điểm của ông như thế nào? Đối với quan điểm của riêng tôi, qua những năm học hỏi về ngôn ngữ, về tiếng nói, và nhất là tiếng nói của người Việt Nam, và qua những kinh nghiệm mà tôi đã dạy học, thì tôi thấy rằng người Việt Nam chúng ta, vì khi tôi dạy học thì tôi phải có bạn đồng nghiệp, hầu hết mọi người đi dạy học đều nghiện đánh vần. Tôi nói nghiện là vì không đánh vần thì không dạy học được, phải đánh vần. Và có một lần tôi đã thí dụ như cách đây hôm Chủ nhật, hôm thứ Bảy vừa qua, tôi được nói về khi dạy tiếng Việt có nên đánh vần hay không. Thì tôi thí dụ như trong một lớp, đám trẻ lớn rồi, 15, 16 tuổi rồi, tôi thấy con trai nó đã có râu lún phún rồi, ngồi đánh vần. Thế mà cô giáo cứ nói bờ a ba, bờ a ba, bờ a ba. Tôi bảo cô ơi, cô sỉ nhục cái sự thông minh của học trò. Việc đầu tiên là chỉ có chữ A, vì chữ A nó giống với, nó khác với lại tiếng Mỹ, nó khác. Nếu nó khác thì dạy hệ thống nguyên âm nó khác nhau, dạy A thôi. Cô đặt cái chữ ở đằng trước, chữ gì nó cũng đọc được hết, vì nó đã biết rồi, nó học ở trường rồi. Cô vừa viết một chữ cơ nó đọc là ba, cô viết thêm chữ nữa đọc là ma, cô viết nữa chữ đọc là la. Nó không hề phải đánh vần. Nếu nó không phải đánh vần thì tại sao cô đánh vần? Nếu mà nó không phải đánh vần mà cứ bờ a ba vậy, nó phát điên lên, có đứa nó ngủ gật là vì đánh vần. Còn trong trường hợp mà chữ khó thì sao? Trong trường hợp đó thì tôi có trình bày mà có nhiều người hiểu lầm tôi. Người dạy giỏi thì học trò mới giỏi. Thế nào là người dạy học trò? Đòi điều kiện, hai điều kiện. Thứ nhất là phải biết hệ thống chữ viết của người Việt Nam. Thứ hai là phải có tài dạy. Dạy làm sao cho nó vui, tùy trường hợp mà dạy khác nhau. Với trẻ con dạy thế nào, với người lớn hơn dạy thế nào, với người lớn hơn nữa dạy thế nào, tùy lớp tuổi mà dạy khác nhau, không thể dạy giống nhau được. Cho nên nếu mà người nào muốn thích đánh vần thì có thể đánh vần được, nhưng mà đánh vần như thế nào? Việc đầu tiên là phải dạy rằng hệ thống, mỗi hệ thống chữ viết có một hệ thống chữ âm, nguyên âm riêng mà tôi gọi là âm chính, tự nó đọc ra được, bắt buộc phải biết. Thế rồi tiếp sau là những phần khác. Nếu mình biết tất cả các phần đó, tức là biết hệ thống chữ viết của người Việt Nam, thì dạy, việc dạy học nó rất dễ dàng, mà không phải đánh vần gì hết. Có người hỏi tôi thì tôi trả lời hỏi ngoằn ngoèo, đánh vần như sao? Tôi không hề đánh vần. Tới giờ tôi thí dụ như chữ ngoèo chẳng hạn, thì tôi đọc thế này, âm chính là gì? Âm chính là e. Vậy thì mỗi một chữ chỉ có một âm chính thôi. Những chữ nào mà viết giống âm chính thì gọi là âm nửa. Âm nửa sau nó viết giống như chữ o đó. Nó là viết là chữ o nhưng nó không phải là nguyên âm mà âm nửa, chỉ đọc như thế này. E l. Người dạy mà bảo nó âm nửa đọc ra sao nó sẽ biết hết. A ao, đúng không? E eu. Tất cả những có âm nửa đọc như thế nào phải biết. Như vậy trường hợp này là e l. Rồi lại một cái chữ đằng trước nữa, vì đã có nguyên âm rồi cho nên đằng trước lại là âm nửa nữa. Âm nửa này lại miệng tròn nữa, thành ra đọc là well, well.
nghèo. Tôi thấy nó đơn giản và chưa có một học sinh nào của tôi từ nhỏ đến lớn mà không đọc được. Là vì trẻ con nó rất giỏi về vấn đề tiếng nói. Chỉ cần dạy nó là nó hiểu rồi. Vâng. Thưa quý vị, quá là đặc biệt khi mà chúng ta nhận định ra hai cái vấn đề. Nhiều khi ngày xưa chúng ta còn bé, chúng ta đi học á, thì cô giáo bắt chúng ta phải ráp vần. Cho nên chúng ta phải cứ cờ AK, phải ráp vần để ra cái chữ. Nhưng mà có nhiều cô giáo mà sai thì học trò sai luôn tới lớn luôn, không có thay đổi được. Mà chúng ta đang dạy học và cho, như giáo sư nói là cho những người mà học tiếng Việt mà khi họ đã lớn tuổi rồi đó, chẳng hạn như người ngoại quốc hoặc là con cái mình ở đây nó bắt đầu đi học tiếng Việt khi mà nó lớn lắm rồi, mà bây giờ mình ngồi mình bắt nó ráp vần cái kiểu đó thì cũng thấy thương tâm quá, tại vì nó sẽ không thích học tiếng Việt nữa, tại vì nó thấy quá khó và nó thấy quá là mất thời gian của nó, không có khoa học một tí nào. Cái điều đó rất là đúng, bởi vì có một số các em đi học Việt ngữ nó chán, nó bỏ nữa chừng, nó cũng chả thèm học nữa. Có lẽ là vì cái phương pháp của mình nó không có thực tế. Thế nhưng phía Nam thấy là nhiều người ngoại quốc đó, thưa giáo sư, bây giờ họ nói tiếng Việt rất là giỏi, thậm chí nhiều khi mà họ còn giỏi hơn mình nữa, tại vì họ nghiên cứu rất là nhiều. Chẳng hạn như ông mà Stephen Young, ông còn chẳng như nói được tiếng Việt mà ông còn hiểu về sử Việt Nam rất là giỏi. Họ ông nói về cái luật Hồng Đức, mình không hề biết những cái chuyện đó. Thành ra mình thấy là khi mà người ta thích thì người ta nghiên cứu rất là sâu. Vậy thì để kết thúc với cái câu chuyện hôm nay thì giáo sư cho có thể cho biết là làm thế nào để cái cộng đồng của mình giữ được cái nền văn hóa Việt, tiếng Việt mà có thể đem xuống cho các thế hệ sau, và các em có thể giữ được nếu như dù một ngày nào đó mình không biết tương lai mình có còn Việt Nam hay không, hay không còn Việt Nam, nhưng cái ngôn ngữ mẹ vẫn còn. Cái câu trả lời của tôi đơn giản lắm. Khi nào mình còn giữ được tiếng nói thì không bao giờ sợ một bất kỳ việc gì xảy ra. Dù có mất nước chăng nữa mình vẫn còn. Ngày xưa mình đã mất nước hơn 1.000 năm. Ba lần đầu đã gần 1.000 rồi, lại sau lần sau nữa. Nhưng mà mình vẫn còn là vì mình còn tiếng nói. Mình ở dưới cái sự đô hộ của Tàu, mình phải mượn bao nhiêu tiếng mượn, có bao nhiêu tiếng mượn. Dưới thời của Tây, mình phải mượn bao nhiêu tiếng mượn của Tây. Nhưng mà khi nào mình cho vào tiếng nói của mình mà dùng như tiếng mượn thì nó là tiếng Việt. Không cần mượn thêm, mượn đủ thôi, không cần mượn thêm. Còn khi dạy, đòi hỏi người dạy học phải biết hệ thống chữ viết của người Việt Nam. Hệ thống chữ viết của người Việt Nam như thế nào? Không thể nói trong 1 giờ, 2 giờ, mà phải biết tường tận. Khi nào biết tường tận thì việc dạy học nó sẽ rất đơn giản. Và trẻ con không phải giải thích cho nó là tiếng Việt khó khăn thế này hay khó dễ dàng thế này đâu. Cứ việc dạy, dạy theo đúng những cái gì mà mình biết là đúng, và cái gì sai thì đừng có dạy. Tôi thấy thí dụ một trường hợp này, nhiều người cứ bỏ học trò sao nó không đọc được, là nó đọc được hạt, nó đọc được hực, nó đọc được hực, nó đọc được hết, mà đến khi tôi bảo nó đọc cơ chứ học chứ nó không đọc được, mà nó đọc là học. Tôi bảo thưa cô, thưa thầy, học trò của cô nó giỏi lắm, nó đọc đúng đó, nhưng vì cô không chỉ được là trong tiếng Việt những cái chữ mà như học, hục, hay là học, hay là ông, ông, ung phải đọc như thế nào, cho nên nó mới không đọc được. Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị, chúng tôi hết giờ rồi và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi từ đầu cho tới cuối chương trình hôm nay. Ở phía Nam thay mặt Leader Sài Gòn TV xin rất là cảm ơn giáo sư và chúc giáo sư lúc nào cũng khỏe mạnh và có thể viết được ra những cái bộ sách để cho cộng đồng Việt Nam có thể theo đó mà thay đổi được những cái khuyết điểm của mình trong ngôn ngữ Việt Nam. Tôi xin cảm ơn. Và tôi ước mong rằng tôi sẽ được tiếp xúc với các thầy giáo, cô giáo có đầu óc cởi mở, mà chúng mình bàn cãi với nhau, học hỏi với nhau về cách dạy tiếng Việt. Và trong lòng tôi nói xin là cởi mở,
Vì nếu chúng ta cởi mở thì không thể nói chuyện với nhau được. Dạ vâng, cảm ơn, xin cảm ơn giáo sư. Xin phía nào xin chào tạm biệt và hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý vị.